xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngoại trưởng Litva Gabrielius lansbegis cho rằng Ukraine nên được tự do sử dụng vũ khí đã được cung cấp. Quốc gia này có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng những vũ khí mà Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ. Ngoại trưởng Litva đánh giá việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là một chuyện nhưng sẽ không thực sự hiệu quả nếu Ukraine không được phép sử dụng. Reuters dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Gabrielius Landsbergis nói mục tiêu chiến lược đưa Ukraine vào vị thế mạnh nhất có thể đòi hỏi phải cho phép họ sử dụng vũ khí một cách tự do. Ukraine đang gây sức ép với Mỹ và chính phủ các quốc gia phương Tây nhằm mục đích cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Atac MS và Storm Shadow để thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev cho rằng việc triển khai hai loại khí tài này sẽ giúp tăng cường năng lực ứng phó với các cuộc tấn công trên không liên tục của Nga. Tờ New York Times NIT dẫn các nguồn tin cho biết tình báo Mỹ nhận định việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây chế tạo sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa của Moscow nhằm vào Washington và các đồng minh khác. Đồng thời, tình báo Mỹ cũng nghi ngờ việc sử dụng tên lửa tầm xa sẽ làm thay đổi cục diện cuộc xung đột. Ngoài ra, theo đánh giá của tình báo Mỹ, sau đợt tấn công đầu tiên, quân đội Nga có thể di chuyển các kho đạn, sở chỉ huy và các cơ sở quan trọng khác ra ngoài tầm bắn của các tên lửa tầm xa nên họ nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp này. Trong số các hành động trả đũa mà Nga có thể thực hiện, nếu các hạn chế đối với Ukraine được dỡ bỏ, tình báo Mỹ nêu hành động đốt và phá hoại tại các cơ sở ở các nước châu Âu hoặc tấn công vào các căn cứ quân sự của các đồng minh, kể cả Mỹ. Về phần mình, Nga đã cảnh báo mọi quyết định cho phép Ukraine tấn công quốc gia này bằng tên lửa tầm xa của phương Tây sẽ khoét sâu thêm sự tham gia trực tiếp của Mỹ và châu Âu trong cuộc xung đột. Nếu kịch bản này xảy ra, Moscow sẽ đưa ra phản ứng tương xứng. Chủ tịch Duma quốc gia Nga Hạ viện Vyacheslav Volodin tuyên bố Nga sẽ buộc phải sử dụng vũ khí mạnh hơn và có sức hủy diệt hơn nếu Ukraine tấn công quốc gia này bằng tên lửa tầm xa của phương Tây. Ở một diễn biến khác, Ông Medvedev cho biết, những nước thành viên NATO có diện tích khiêm tốn nhưng mơ tưởng về một cuộc tấn công nhằm vào Nga cần biết điều năm của liên minh không có hiệu quả với vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông Medvedev đưa ra tuyên bố sau khi Estonia kêu gọi một cuộc tấn công phủ đầu Nga để phục vụ kế hoạch quân sự của NATO. Ông Medvedev nói với các phóng viên ám chỉ Estonia rằng một quốc gia càng kém cỏi thì sự ngạo mạn của những nhà lãnh đạo quốc gia đó càng lớn. Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại một quốc gia đưa ra những tuyên bố như vậy thì quốc gia đó sẽ chẳng còn lại gì. Ông Medvedev nhấn mạnh kể cả khi điều năm của NATO được áp dụng, quốc gia đưa ra những lời khiêu khích đó sẽ không còn tồn tại. Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Estonia, Thiếu tướng Vahar nói kế hoạch dự phòng mới của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga sẽ bao gồm một cuộc tấn công từ phía Estonia. Ông Karus mô tả nhiệm vụ mới này là thay đổi cơ bản đối với học thuyết quân sự của Estonia. Trước cuộc xung đột ở Ukraine, NATO chỉ xây dựng kế hoạch để Estonia trụ được trong 10 ngày nếu xảy ra xung đột Nga-NATO. Mới đây, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm vào cơ sở hạ tầng sân bay của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công có liên quan tới các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinza. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết từ ngày 21 đến 27 tháng 9, quân Nga đã tiến hành 33 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái UAV tấn công. Các cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và một đoàn tàu quân sự chở vũ khí và thiết bị phương Tây của Ukraine. Ngoài ra, các địa điểm sản xuất và khu vực cất giữ máy bay không người lái, xuồng không người lái, kho vũ khí, kho đạn dược và nhiên liệu. Các điểm triển khai quân tạm thời và những nơi tập trung lực lượng Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và những nhóm dân tộc chủ nghĩa cũng là mục tiêu bị nhắm đến. Nhóm chiến đấu Tersen của Nga đã nắm quyền kiểm soát hai khu định cư quan trọng là Ukraiska và Marinovka ở vùng Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 43 UAV và 4 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang sử dụng. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, thường xuyên nhấn mạnh quân đội Nga không nhắm vào các tòa nhà dân sự hay các cơ sở xã hội. Trước đó, quân đội Ukraine cũng có buộc Nga phóng 3 tên lửa siêu vượt âm Kinza nhằm vào Starokostyantinov, nơi đặt căn cứ không quân trọng yếu của nước này. Đây dường như là lần đầu tiên Nga khai hỏa cùng lúc ba tên lửa Kinza để tập kích một khu vực ở Ukraine do các đòn tấn công trước đây chỉ sử dụng một hoặc hai quả đạn. Bất chấp xuất hiện thông tin nhiều tiêm kích F-16 bị phá hủy trong trận tập kích nhằm vào Staro các kênh Telegram ủng hộ quân đội Nga cho rằng chỉ có thể đánh giá hiệu quả của đòn tấn công khi có ảnh vệ tinh và những bằng chứng xác thực. Nga từng nhiều lần tấn công sân bay Starokostiantinov nằm gần thành phố cùng tên từ khi chiến sự bùng phát. Đây là căn cứ trọng yếu của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24, trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow Scarp do Anh và Pháp viện trợ. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine Vladislav Volosin vừa qua cho biết quân đội Nga dường như đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công ở phía đông nam Zaporizhia nơi mà họ đang tập hợp quân số. Tuyên bố này được đưa ra khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp các mặt trận phía đông, chủ yếu là ở các trục Pokrovsk, Vuleda và Toresk ở khu vực Donetsk, áp đảo Ukraine về quân số và vũ khí, đồng thời buộc Kiev phải rút lui từng chút một. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Volosin dẫn ra dữ liệu tình báo của quân đội Ukraine cho biết Nga đang tập trung quân số cho một cuộc diễn tập mới có thể diễn ra ở Zaporizhia, đặc biệt là gần làng Priutne, mà Moscow kiểm soát nằm ở biên giới với Donetsk. Ông Volosin cũng cho biết quân đội Nga đã nhận được 25 phương tiện hạng nhẹ có thể được các nhóm nhỏ bộ binh sử dụng để tấn công. Người phát ngôn này cũng cho rằng chiến dịch trên có thể là nỗ lực của Nga nhằm cải thiện vị thế chiến thuật của mình trong khu vực, nhưng vẫn chưa có cuộc trao đổi nào về một cuộc tấn công. Ngôi làng Priutne nằm cách Ukleda khoảng 40 km về phía tây một thị trấn khai thác mỏ mà quân đội Nga đã cố gắng chiếm giữ trong hơn 2 năm qua. Nga đã mở rộng quy mô tấn công vào Úc Lê Đa hồi tháng 8, dần dành thêm lãnh thổ để bao vây thị trấn. Việc phòng thủ Úc Lê Đa mang tính chiến lược với Ukraine vì nếu chiếm được thị trấn, Nga sẽ có thể hình thành sườn phía Nam để tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn vào Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng do Ukraine kiểm soát ở Donbass. Priutne nằm cách Pokrovsk khoảng 70 km về phía Tây Nam, trong khi đó, kênh Rea Dobka cho biết, sự kiện nổi bật trong tuần tại khu vực tác chiến đặc biệt là pháo đài Ukleda của Ukraine bị bao vây và bên bờ sụp đổ. Từ lâu, Nga đã muốn đánh sập thành phố chiến lược này, nhưng tất cả các đợt tấn công thường kết thúc với tổn thất lớn. Tuy nhiên, trong tuần này, lực lượng Moscow đã đạt được thành công ở đây đến mức họ có thể yên tâm nói rằng đối phương sẽ hết cơ hội để lật ngược tình thế. RFAF đã đánh bật quân đội Ukraine AFU khỏi các ngôi làng và hầm mỏ xung quanh thành phố nhấn chìm Ukraine từ ba phía. Quân đồn trú của AFU đang chiến đấu trong cơn tuyệt vọng. Họ đã bị bao vây, bất lực trước những đòn tấn công bằng binh chủng hợp thành cực mạnh của đối phương. Toàn bộ lữ đoàn 72 Ukraine đang kẹt trong nồi hầm. Kiev đã hết lực lượng tăng viện để giải vây, buộc phải ra lệnh cho đơn vị này tử thủ. Nga liên tục sử dụng UAV giải truyền đơn gửi tối hậu thư yêu cầu binh sĩ AFU đầu hàng ngay lập tức. Trên thực tế, họ chỉ còn hai lựa chọn, chiến đấu đến người cuối cùng hoặc đầu hàng và tất cả đều là kết cục thảm họa. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh phá hủy một số xe quân sự Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga bằng máy bay không người lái UAV cảm tử và UAV góc nhìn thứ nhất. Trong đoạn video, một số xe quân sự Ukraine được nhìn thấy đang di chuyển trên đường đất trước khi bị tấn công bởi máy bay không người lái tự sát. Hình ảnh trong video cũng cho thấy binh lính Ukraine đứng cạnh một trong những chiếc xe bị hỏng trước khi bị UAV thứ hai tấn công. Không có báo cáo chi tiết về thương vong sau vụ việc này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các xe quân sự của Ukraine bị phá hủy bao gồm hai xe chiến đấu bộ binh do Liên Xô sản xuất, một xe bọc thép chở quân do NATO cung cấp, một xe công binh để dọn chứa ngại vật và một pháo tự hành được ngụy trang. Trong báo cáo cập nhật hàng ngày vừa được công bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga đã bị tổn thất 16 xe bọc thép. Ngoài ra, một khẩu pháo, một trạm tác chiến điện tử và 8 xe quân sự của Ukraine cũng bị phá hủy. Ba quân nhân Ukraine ra đầu hàng. Hiện tại, tình hình ở Kursk được cho là đang diễn biến theo hướng rằng co giữa quân đội Moscow và quân đội Kiev. Theo trang tin avia.pro, nhà phân tích quân sự Mikhail Zvinchuk cho biết, các đơn vị của Ukraine tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Nga ở nhiều khu vực khác nhau trong khu vực Kursk, đặc biệt tại khu định cư Vesioloi ở vùng Gluskovsky đã diễn ra các trận chiến giữa lực lượng Nga và Ukraina. Trong khi gần Noviput có dấu hiệu tập trung lực lượng Ukraina để chuẩn bị cho các hành động tấn công tiếp theo ở hướng Gluskovo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nỗ lực phản công của quân đội Ukraina ở khu vực Liubimoka đã không thành công. Đổi lại, phía Ukraina tuyên bố đạt được bước tiến ở khu vực Ongopka. Tuy nhiên, những tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận. Tình hình đặc biệt căng thẳng ở Suzansky nơi lực lượng Ukraina đang được tái triển khai đến vùng ngoại ô Plekhovo. Cuộc giao tranh ở đây diễn ra tại một khu vực rừng rậm nằm giữa Bokki. Tuy nhiên hiện tại không có thay đổi nào về việc đổi quyền kiểm soát ở tiền tuyến được ghi nhận tại khu vực này. Vừa qua, Nga cũng được cho là đã điều lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Spetsnaz thuộc FSB, cơ quan an ninh liên bang Nga đến tỉnh Kursk. Hiện chưa rõ nhiệm vụ cụ thể của Spetsnaz tại khu vực này là gì và có tham gia chiến đấu trực tiếp trên tiền tuyến hay không. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, người phát ngôn của lực lượng hải quân Ukraine, ông Dmitry Plitenchuk cho biết Nga đang sử dụng tất cả các hệ thống phòng không sẵn có, trong đó có S-500, S-400, S-300 và Panzer S-1 để bảo vệ cầu Crimea. Ông Plitenchuk nhấn mạnh Nga đã triển khai hệ thống phòng không với số lượng nhiều nhất có thể ở Crimea. Đối với họ, Crimea không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn mang tính biểu tượng. Đây là một địa điểm quan trọng với Nga. Căn cứ hải quân ở Crimea vẫn là căn cứ chính của hạm đội Biển Đen. Theo ông Pletenchak, ngoài tăng cường hệ thống phòng không, Nga cũng tiến hành xây dựng công trình xung quanh cầu Krum. Đây có thể vừa là công trình kỹ thuật, vừa là công trình bảo vệ. Quan chức này nói, mục đích chính xác của việc xây dựng này đến nay vẫn là điều bí ẩn. Mới đây, kênh Telegram Kremlin Win đưa tin các cấu trúc bằng kim loại đã được Nga đưa vào vị trí xung quanh cầu Krum bằng xà lan và cần cầu nổi trong tháng qua. Một bức ảnh được đăng kèm với bài viết cho thấy một xà lan đang kéo vật thể giống như hàng rào bằng kim loại tới gần cầu Krum. Theo Kiev Independent, đây có thể là công cụ được Nga sử dụng để bẫy các thiết bị không người lái dưới nước của Ukraine. Trước đó, theo Defense Express, Nga đang xây dựng tháp kim loại để đặt hệ thống phòng không nhằm tăng cường bảo vệ Crimea. Những hình ảnh mới về khu vực xung quanh cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga cho thấy có ít nhất hai tháp kim loại có đặt hệ thống phòng không trên đó. Tháp kim loại được dựng ở cả hai bên cầu. Theo quan sát, chiều cao của chúng là khoảng 30 đến 35 mét so với mực nước biển. Trên đỉnh tháp, Nga đặt bệ phóng của hệ thống phòng không Panzer S1M. Hệ thống phòng không này có thể được triển khai trên khung gầm bánh xích và bánh lốp hoặc được lắp đặt cố định, tạo ra một mái vòm bảo vệ mục tiêu với bán kính 20 km. Hình ảnh công trường xây dựng cho thấy có vẻ phía Nga sẽ tiếp tục dựng các tháp tương tự dọc cầu Kerch. Ngoài ra, hình ảnh mới nhất cho thấy Nga cũng đang lắp đặt chứa ngại vật bằng kim loại trên biển để bảo vệ cây cầu chiến lược trước các cuộc tấn công bằng tàu không người lái ở diễn biến liên quan, lực lượng không quân Ukraine mới đây tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ hai tên lửa không đối đất Kh-59, 69 và 69 máy bay không người lái tấn công sahét của Nga trong nỗ lực tấn công lãnh thổ Ukraine. Ngoài 69 máy bay không người lái bị bắn hạ, một máy bay không người lái bay về phía Nga và ba chiếc đã biến mất khỏi radar trong lãnh thổ Ukraine. Tổng cộng Nga đã phóng 77 vũ khí trên không, trong đó hai tên lửa đạn đạo Iskander-M được phóng từ bán đảo Crimea để đối phó với việc Nga liên tục không kích mục tiêu trên lãnh thổ. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Ukraine đã có kế hoạch sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ bên ngoài lãnh thổ vào năm tới, mặc dù phương Tây vẫn chưa bật đèn xanh cho điều này. Ông Umerov nói trong một cuộc phỏng vấn với trang web tin tức Levi Berek của Ukraine rằng, tất cả các hoạt động mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho năm 2025 cần phải được thực hiện. Tất cả những gì chúng tôi cần bây giờ là sự hỗ trợ từ các đối tác Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, Ukraine luôn chịu hạn chế sử dụng vũ khí do các đối tác phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương do lo ngại gia tăng căng thẳng giữa các bên. Máy bay không người lái UAV của Ukraine đã ngăn chặn các binh sĩ Nga khi họ dùng mô tô nước để di chuyển dọc theo sông Dnep. Theo Militani, các binh sĩ Nga ngồi trên chiếc mô tô nước đã bị UAV góc nhìn thứ nhất FPV Suriken 10 của Ukraine tấn công chiếc UAV đầu tiên của Ukraine đã lao vào sau lưng một binh sĩ Nga thổi bay hai binh sĩ cùng chiếc mô tô nước. Sau đó, chiếc UAV thứ hai đã kích nổ từ xa cướp đi sinh mạng của các binh sĩ Nga. Hình ảnh trong video cho thấy, chiếc mô tô nước được trang bị hệ thống tác chiến điện tử với các anten nằm ở mũi tàu. Tuy nhiên, hệ thống của Nga đã không cản trở được hoạt động của các UAV Ukraine. Vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã chia sẻ một đoạn video các binh sĩ Nga lái mô tô nước vượt sông Dnep, nhưng đã bị máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công. Theo tờ Business Insider, đoạn video này do cơ quan biên phòng số 79 của Ukraine công bố, cho thấy các binh sĩ Nga bị UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine truy đuổi và tấn công dẫn tới thiệt mạng. Theo đó, UAV Ukraine đã theo dõi chiếc mô tô nước trong lúc băng qua sông. Khi binh sĩ Nga đến được bờ đối diện, UAV đã lao tới và đâm vào chiếc mô tô nước lần đầu tiên quân đội nga được phát hiện sử dụng mô tô nước là vào tháng 5 năm nay trong các hoạt động ở vùng đồng bằng sông doniep quân đội ukraine từng bắn trúng một chiếc mô tô nước của nga trên đường vận chuyển hàng tiếp tế đến đảo krasnikovsky việc dùng mô tô nước được cho là giúp quân đội nga tăng tốc độ và khả năng cơ động khi di chuyển trên sông cũng như giảm thiểu thời gian xuất hiện ở không gian mở song thực tế việc di chuyển trên sông doniep và các kênh đào tại khu vực này hiện cực kỳ nguy hiểm do sự xuất hiện liên tục của các UAV trinh sát, UAV tấn công và mìn trên sông. Phía Nga được cho là đang cố gắng giảm thiểu các hoạt động trên sông Doniep bằng cách chuyển sang dùng UAV nông nghiệp cỡ lớn làm công tác hậu cần để tiếp tế thực phẩm và đạn dược. Một số UAV này có thể chở 40 kg hàng hóa và phạm vi hoạt động là 15 km lữ đoàn trinh sát pháo binh độc lập số 15, rừng đen của Ukraine đã cho công bố đoạn video ghi lại cảnh phá hủy thành công hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga. Vụ việc diễn ra vào mùa xuân, nhưng tờ Ukraiska Pravda gần đây mới lần đầu tiên công khai video này. Theo ông Kostiantin, chỉ huy trung đội máy bay không người lái thuộc lữ đoàn trinh sát pháo binh độc lập số 15 của Ukraine, không khó để xác định vị trí S-400 của Nga, nhưng rất khó để tấn công hệ thống phòng không này. Điều này là do S-400 thường được bảo vệ bởi một số hệ thống phòng không khác, có nhiệm vụ phá hủy tất cả máy bay không người lái trinh sát. Dù Ukraine biết các điểm yếu của hệ thống phòng thủ Nga, không loại trừ khả năng phía Nga có một số hệ thống tác chiến điện tử mà Ukraine không biết trước khi triển khai nhiệm vụ tấn công. Do đó, mức độ căng thẳng của người điều khiển UAV càng tăng lên sau mỗi km bay của thiết bị. Theo vị chỉ huy này, chiếc máy bay không người lái UAV đầu tiên tiếp cận hệ thống S-400 đã bị Nga bắn hạ. Sau đó, lực lượng Ukraine tiếp tục phóng chiếc UAV thứ hai xuyên thủng hệ thống phòng thủ và khiến S-400 nổ tung. Ông cũng lưu ý rằng việc điều khiển chiếc UAV thứ hai có thể là động thái dại dột bởi vì nếu UAV đầu tiên bị bắn hạ, nghĩa là đối phương đang hoạt động ở chế độ chủ động, không có chuyện họ sẽ ngồi yên. Tuy nhiên, ông cho biết những người điều khiển UAV đã quyết định phóng UAV thứ hai. May mắn chiếc UAV này đã xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga và giúp những người điều khiển UAV thấy được hình ảnh hệ thống S-400 trên màn hình. S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử. S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc. Ông Kostiantin lưu ý, thông thường, Nga giữ các bệ phóng trạm radar và sở chỉ huy tách biệt. Tuy nhiên, Ukraine đã thấy toàn bộ hình ảnh trên màn hình. Quan sát đoạn video, có thể thấy tất cả khẩu đội S-400 tập trung tại một vị trí và toàn bộ thiết bị đã bị phá hủy. Ông nhấn mạnh rằng, ngoài hệ thống S-400, lực lượng Ukraine còn phá hủy một hệ thống S-300 và S-350 của Nga. Ông Kostiantin cho hay, ở một số khu vực nhất định, S-300 và S-400 liên tục thực hiện các động tác và di chuyển, không ai có thể chạm vào chúng do chúng nằm cách xa tiền tuyến, phía nga cảm thấy khá thoải mái do nghĩ các lực lượng ukraine sẽ không tiếp cận được. Nhưng đòn tấn công liên tiếp của ukraine đã thiêu dụi hệ thống vô song của nga. Ông kostiantin nói thêm, uav của ukraine đã bị hệ thống phòng không panzer của nga bắn hạ trên đường bay đến căn cứ đối phương. Thật đáng tiếc khi uav bị bắn hạ, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Ba quan chức quốc phòng cấp cao của Israel mới đây đã tiết lộ nước này đã biết vị trí của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong nhiều tháng trước khi tiến hành cuộc không kích ám sát. Các quan chức giấu tên cho biết quyết định ám sát ông Nasrallah được đưa ra trong vài ngày gần đây và không được thông báo cho Mỹ vì Israel lo ngại cơ hội sẽ trôi qua. Việc lập kế hoạch cho chiến dịch diễn ra trong khi các quan chức Israel đang đàm phán với Mỹ về khả năng tạm dừng các hoạt động tấn công và trước khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên đường đến New York để phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, theo kênh 12 Israel, ông Netanyahu đã chấp thuận tiến hành cuộc tấn công ngay trước khi ông phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vài giờ sau cuộc tấn công diễn ra. Quyết định này về nguyên tắc đã được nội các chấp thuận và được Bộ trưởng Quốc phòng Jacobin ủng hộ. Một quan chức Mỹ nói với tờ The Times of Israel rằng Washington chỉ được thông báo về cuộc không kích sau khi máy bay của Israel đã ở trên không và chiến dịch đã bắt đầu. Theo kênh 12, sau khi vụ tấn công xảy ra. Mỹ có cảm giác bị Israel lừa dối. Hai trong số các quan chức trên cho biết Israel đã thả hơn 80 quả bom trong cuộc không kích san phẳng 6 tòa nhà ở phía nam Beirut. Hezbollah cũng xác nhận thủ lĩnh Nasrallah đã bị giết cùng với chỉ huy mặt trận phía nam Ali Karaki, người đã sống sót sau một nỗ lực tấn công của Israel vài ngày trước đó. Cả ba quan chức trên đều xác nhận rằng Hassem Safieddin, anh em họ của Nasrallah và là người kế nhiệm tiềm năng của ông, không có mặt tại hầm ngầm bị tấn công ở Beirut. Ông Safieddin có vẻ ngoài rất giống người anh họ Nasrallah. Một nguồn tin thân cận của Hezbollah tiết lộ, ông Safieddin là ứng cử viên có nhiều tiềm năng nhất cho vị trí lãnh đạo tổ chức Hồi giáo này. Ông Safieddin là thành viên của hội đồng Sura, hội đồng có quyền quyết định hầu hết các vấn đề lớn của Hezbollah. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã liệt ông Safieddin vào danh sách khủng bố từ năm 2017. Bộ Tài chính Mỹ gọi ông Safieddin là một lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và là một thành viên chủ chốt trong ban quản trị của tổ chức này hiện phó thủ lĩnh Ebola Seych Na'im kasem tự động tiếp quản quyền lãnh đạo tổ chức Ebola sau khi thủ lĩnh Nasrallah qua đời tuy nhiên hội đồng Sura vẫn phải họp để bầu một vị tổng thư ký mới của tổ chức này khác với người anh họ Nasrallah ông Safiuddin thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo trong thời gian gần đây bà Aman Saaed nhà nghiên cứu về Ebola tại đại học Cardiff nước Anh nhận định trong suốt nhiều năm qua, mọi người vẫn xem ông Safiyadin là người có khả năng kế nhiệm vị trí thủ lĩnh Hezbollah cao nhất. Bà Saad phân tích, người lãnh đạo tiếp theo phải là thành viên của hội đồng Sura, một hội đồng với số lượng thành viên có hạn và ứng cử viên cho vị trí thủ lĩnh phải là một nhân vật quan trọng về mặt tôn giáo. Theo Tân Hoa Xã, ông Stefan Dujaric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông Guterres bày tỏ hết sức quan ngại trước sự gia tăng kịch tính của diễn biến tình hình tại Beirut, Liban. Người phát ngôn Stefan Dujaric nhấn mạnh, vòng xoáy bạo lực này phải chấm dứt ngay và tất cả các bên cần phải lùi bước trước bờ vực thảm họa. Ông Dujaric cũng cho biết, người dân Liban, người dân Israel cũng như toàn bộ khu vực không thể chịu đựng được một cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố kêu gọi các bên tái cam kết thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 năm 2006 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ngay lập tức quay lại việc chấm dứt các hành động thù địch. Ông Guterres cũng tái khẳng định lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza và thả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ tại đây. Liên quan tình hình Libya, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Italia Antonio Tajani đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Libya càng sớm càng tốt trong bối cảnh xung đột gia tăng giữa Israel và Hezbollah. Trên mạng xã hội X, ngoại trưởng Tajani viết: "Tôi đang lo ngại theo dõi diễn biến của cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và liên lạc thường xuyên với đại sứ quán Italia tại Beirut." tôi một lần nữa kêu gọi tất cả công dân Italia rời khỏi Liban càng sớm càng tốt. Bộ Ngoại giao Pháp cũng yêu cầu Israel ngay lập tức ngừng không kích Liban và cho biết Pháp phản đối bất cứ chiến dịch trên bộ nào nhằm vào quốc gia Trung Đông này. Pháp cũng kêu gọi các bên khác, đặc biệt là Hezbollah và Iran, tránh bất cứ hành động nào có thể làm gia tăng bất ổn và xung đột trong khu vực. Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết đã thảo luận với thủ tướng Liban Najib Mikati hai bên nhất trí cần có lệnh ngừng bắn lập tức để chấm dứt đổ máu. Ông Lamy đăng trên mạng xã hội X rằng giải pháp ngoại giao là cách duy nhất để khôi phục an ninh, ổn định cho người dân Liban và Israel. Đề cập đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng giao tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai. Ông Biden nhấn mạnh, ngay cả khi tình hình đã gia tăng, giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi một nỗ lực chung thông qua Liên Hợp Quốc và các tổ chức đa quốc gia khác để chấm dứt đau khổ của người dân. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án các hành động của Israel, kêu gọi cộng đồng quốc tế cần thiết lập cơ chế bảo vệ người dân Palestine. Ông Erdogan cảnh báo giải Gaza đã trở thành nghĩa địa lớn nhất thế giới dành cho phụ nữ và trẻ em. Quốc vương Jordani Abdullah đệ nhị cũng hối thúc cộng đồng quốc tế bảo vệ dân thường Palestine tại các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Tại Tel Aviv, quân đội Israel vừa qua thông báo đang huy động 3 tiểu đoàn dự bị để tăng cường phòng thủ cho bộ chỉ huy trung tâm, đơn vị tác chiến phụ trách khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Quyết định trên được đưa ra ngay trước thời điểm diễn ra các ngày lễ quan trọng của người Do Thái, trong bối cảnh xung đột tiếp tục bùng phát ở bờ Tây giữa các chiến binh Palestine với lực lượng của Israel. Bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng đáng kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10 năm ngoái. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng với sự gia tăng các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang Palestine và các vụ đụng độ với lực lượng quân đội Israel trong những tuần gần đây. Israel đã mở nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào các chiến binh người Palestine ở các thành phố bờ Tây như Jenin, Nablus, Tulkarm và Tubas, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng. Thời gian qua, người dân Palestine ở bờ Tây cũng đã chứng kiến cảnh máy ủi đất của quân đội Israel phá hủy từng mét một trên đường phố và ngõ hẻm của họ. Người dân ở Tulkarm và Jenin, hai thị trấn bờ Tây, là tâm điểm các cuộc tấn công quân sự mới nhất của Israel, cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến mức độ tàn phá lớn như vậy. Hồi cuối tháng 8, quân đội Israel đã tiến hành một trong những cuộc đột kích rộng khắp nhất ở bờ Tây trong nhiều năm. Israel mô tả các hoạt động này là nỗ lực truy quét các tay súng Hamas và các chiến binh vũ trang khác. Phía Israel cho biết 23 tay súng Palestine đã thiệt mạng và 45 người bị bắt giữ. Trong nhiều tháng qua, nhóm cực hữu đã liên tục thúc giục Israel mở rộng vùng kiểm soát từ bờ Tây, đến nỗi một số nhà phân tích cho rằng Tel Aviv đang muốn sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ nước mình. Điều này trực tiếp dẫn đến một số vụ va chạm giữa người Israel và người Palestine ở bờ Tây tăng đáng kể trong thời gian qua. Đứng trước những sự ép chính trị trong nước lên vị thế của mình, ông Netanyahu dần nhượng bộ các yêu sách của phía cực hữu và cho phép các cuộc tấn công diễn ra tại Gaza và bờ Tây, trong đó có chiến dịch vào cuối tháng 8. Vào cuối tháng 8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng ra thông báo kêu gọi Israel chấm dứt hoạt động quân sự tại Bờ Tây, chỉ trích việc gây thương vong cho dân thường, trong đó có trẻ em và yêu cầu Tel Aviv đảm bảo an toàn cho người dân ở đây. Ông Guterres khẳng định tất cả những người bị thương cần được tiếp cận chăm sóc y tế, các nhân viên hỗ trợ nhân đạo phải được tạo điều kiện đến với những người cần giúp đỡ. Những diễn biến nguy hiểm này đang thổi bùng tình hình vốn đã rất nóng ở Bờ Tây và làm suy giảm chính quyền Palestine. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tiếp tục tập trung quân dọc theo biên giới của nước này với Liban để chuẩn bị cho khả năng đổ bộ trong khi chờ đợi phản ứng của Hezbollah sau cuộc tấn công lớn vào trụ sở của nhóm chiến binh ở Beirut. Trong khi các nhà ngoại giao vội vã tìm cách ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Israel sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng tổng tham mưu trưởng israel heji halevi thì yêu cầu quân đội israel chuẩn bị tiến vào lãnh thổ đối phương hiện hoạt động vận tải quân sự đã tăng lên dọc theo các con đường cao tốc về phía bắc và gần biên giới những khu vực gần như trống rỗng sau nhiều tháng chịu hỏa lực từ liban xe tải chở phòng an toàn di động và xe tăng nhiều căn cứ quân sự và điểm tập kết mọc lên ở vùng núi và bên trong những khu kibbutz cộng đồng dân cư ở israel đã sơ tán cơ sở trú ẩn di động cũng đã được hạ đặt để bảo vệ binh sĩ tại các trạm kiểm soát Ông Asap Orion, người từng đứng đầu bộ phận hoạch định chiến lược của IDF nhận định, trước khi hoạt động đổ bộ xảy ra, nhiều khả năng sẽ có ném bom dữ dội ở miền nam Liban, ở mức độ hơn những gì ta thấy hiện nay. Những giờ phút và vài ngày tiếp theo sẽ rất quan trọng. Ông Yossi Kupewasser, người từng đứng đầu cơ sở nghiên cứu của tình báo quân đội Israel nói rằng, nếu Hezbollah đáp trả mạnh mẽ thì Israel sẽ được bật đèn xanh cho hoạt động trên bộ, vốn là khả năng nguy hiểm nhất theo quan điểm của Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó đã bày tỏ lo ngại với các quan chức cấp cao của bộ này rằng Israel có thể sớm phát động một cuộc tấn công. Nỗi quan ngại ở Washington gia tăng sau một loạt vụ nổ máy nhắn tin ở Liban. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cũng cho biết rằng ông rất lo ngại về việc này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Kể từ khi xung đột Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023, chính quyền Mỹ đã lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện ở khu vực biên giới phía Bắc Israel, khiến Mỹ và Iran có khả năng bị kéo vào cuộc. Tại Bruxelles, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell mới đây cũng đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình gia tăng căng thẳng tại Gaza và Liban, đồng thời nhấn mạnh không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào tác động của Mỹ tới Israel. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU đặc biệt nhấn mạnh khả năng quân đội Israel sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi tổ chức Hezbollah bị loại bỏ hoàn toàn, tương tự như những gì đang xảy ra trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza. Mỹ quyết tâm ngăn chặn Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn lợi dụng tình hình ở Liban hoặc mở rộng xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với người đồng cấp Israel Joab Galan trong một cuộc điện đàm như vậy. Ông Lloyd Austin nhấn mạnh sự ủng hộ toàn diện của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ các lực lượng và cơ sở của nước này trong khu vực, cũng như cam kết đối với việc bảo vệ Israel. Thông tin trên được người phát ngôn Lầu Năm Góc Park Ryder công bố vào ngày 28 tháng 9. Tại Bruxelles, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell, mới đây đã bày tỏ lo ngại về tình hình gia tăng căng thẳng tại Gaza và Liban, đồng thời nhấn mạnh không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào tác động của Mỹ tới Israel. Ông Borrell dẫn chứng việc mới đây, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từ chối sáng kiến của Mỹ và Pháp về một lệnh ngừng bắn 21 ngày tại Liban và thậm chí còn tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn vào những mục tiêu quân sự. Nhà ngoại giao của EU đặc biệt nhấn mạnh khả năng quân đội Israel sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi tổ chức Hezbollah bị tiêu diệt hoàn toàn, tương tự như những gì đang xảy ra trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza. Trong bối cảnh đó, ông Borrell kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho vấn đề xung đột Trung Đông. Quan chức EU nhấn mạnh đã đến lúc các bên liên quan cần thay đổi cách tiếp cận ngoại giao để không rơi vào vòng xoáy xung đột kéo dài. EU cho rằng chỉ có thông qua các nỗ lực quốc tế đa phương và cân bằng khu vực này mới có thể hy vọng tiến tới một giải pháp hòa bình bền vững. Theo Tân Hoa Xã, nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực ngay lập tức hướng tới giải pháp hai nhà nước thay vì chờ đợi lệnh ngừng bắn để giải quyết xung đột Israel-Palestine. Ông phát biểu, nếu muốn xây dựng giải pháp hai nhà nước, đừng chờ lệnh ngừng bắn, hãy bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ. Trước Hội đồng quan hệ đối ngoại, một tổ chức nghiên cứu chính sách đối ngoại có ảnh hưởng của Mỹ tại New York, ông Borrell đã thúc đẩy giải pháp thành lập nhà nước Palestine tại một số sự kiện bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tại sự kiện bên lề Hội đồng Bộ trưởng về Tiến trình Hòa bình Trung Đông, ông Borrell cho biết, chúng ta có trách nhiệm với hàng nghìn trẻ em vô tội đã thiệt mạng, đồng thời cảnh báo rằng cách Israel tiến hành giao tranh ở Trung Đông chắc chắn không phải là cách bảo đảm an ninh cho Israel. Ông lưu ý, những cuộc tấn công vào Liban đã gây ra rất nhiều thương vong cho dân thường, đến mức không thể biện minh được bằng quyền tự vệ. Ông cam kết rằng EU tiếp tục hỗ trợ cơ quan cứu trợ và công trình của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông UNRWA.